Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot. Mình là Evelyn, là một Tarot Reader. Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị thông qua những trò bài Tarot và Oracle nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống, đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiêng liêng. Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là ngày thứ 5, ngày 16 tháng 3 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào? Và đây những trò bài chung mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có 3 lá bài tượng trưng cho 3 tụ bài. Đây là tụ 1, tụ 2 ha, và tụ 3. Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ. Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hai, xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 để xem coi ngày thứ 5, ngày 16 tháng 3 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào. Và đây những trò bài chung mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 1. Thấy các bạn tụ 1 là những người đang rất là khát khao tài chính, hoặc là một số bạn có thể là các bạn cũng rất là khát khao được yêu thương, được xây dựng mái ấm gia đình riêng cho bản thân của mình. Bạn mong ước một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn, giàu có và sung túc đủ đầy. Ở đây bạn là một người tràn đầy sự yêu thương, nhân ái, và bạn rất là hòa nhã, cân bằng cũng như là rất là thân thiện. Mình thấy bạn cũng là một người có tấm lòng khá là tốt nữa đó. Ở đây dường như một số bạn, các bạn đang mong muốn có một cái sự gọi là sum họp đoàn tụ với người thân yêu, hoặc là những cái sự thành công thắng lợi gì đó trong thời gian sắp tới. Hoặc sắp tới các bạn sẽ có những cái buổi tiệc, hay là bạn sẽ đi dự đám cưới nè, sẽ có những cái sự kiện khá là vui vẻ diễn ra trong cuộc sống của bạn á. Đồng thời một số bạn có khả năng nhận được cái niềm vui, hoặc là món quà, hoặc là lời khen ngợi, hoặc là những cái cơ hội phát triển ha. Những tin tức vui nó đang gọi là tràn ngập trong cuộc sống của bạn luôn. Ở đây thì có thể là bạn đang rất là muốn gọi là đi xa ha, đi xa làm việc, hoặc là đi xuất ngoại định cư, du học gì đó ở đây, hoặc xuất khẩu lao động, thì mình thấy dường như là cái kết quả nó sẽ khá là tốt đẹp dành cho bạn, sẽ khá là may mắn dành cho bạn đó nha. Nhưng mà bạn còn phải có một cái bản kế hoạch, có một cái đường hướng chiến lược rõ ràng, phải biết gọi là mường tượng mọi thứ, hoặc là viết ra những cái điều bạn mong muốn, và bạn sẽ thực hiện như thế nào, và con đường của bạn sẽ ra sao. Càng chỉnh chu, càng chi tiết thì có khả năng là bạn sẽ có một cái sự vững vàng trên cái con đường thành công của bạn ha. Rồi để mình xem ngày thứ 5, ngày 16 tháng 3 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào nha. Và ở đây mình thấy dường như một số bạn ngày hôm nay có khả năng các bạn sẽ có được mới khoản tiền. Có thể là bạn sẽ đem tiền đi đầu tư, hoặc là bạn sẽ có khoản tiền như tiền lương, tiền hưởng, là những đầu tư gì đó ở đây ha. Một cái ước mơ gì đó của bạn sẽ trở thành sự thật. Tuy nhiên là có khả năng trong ngày hôm nay là bạn có rửa ly tách hay gì đó, ăn uống gì đó cũng phải có một sự để trật tự ngăn nắp, để không có sự đổ bể ha. Một số bạn sẽ ngắm sao, ngắm trăng trong ngày hôm nay, và đồng thời bạn có một cái sự gọi là dâng lên lời ước nguyện với vũ trụ. Một vài bạn có khả năng được nhiều người biết tới hơn. Có một số bạn có thể là các bạn được khuyến khích là đừng có nhìn về những gì đã mất, phải tập trung nỗ lực cho cái cuộc sống hiện tại của bạn, bởi vì đang có rất là nhiều điều thú vị nó sắp diễn ra. Và đồng thời khả năng là bạn cũng là một người biết vững vàng vượt qua một sóng gió với cái sự cần mẫn, cái sự gọi là tin tưởng của bạn. Ở đây thì có thể là bạn hơi bị nhức đầu trong ngày hôm nay, có nhiều vấn đề để bạn giải quyết đó. Nhưng mà bạn có khả năng gọi là hoàn thành mọi thứ một cách rất là quyết đoán và khéo léo. Và một số bạn có thể là bạn sẽ đưa ra mà quyết định gì đó cho bản thân của mình. Và cái quyết định này nó sẽ đưa bạn đến một cái sự gọi là thỏa mãn, hài lòng. Có thể là một số bạn, các bạn sẽ mua điện thoại mới nè, hoặc là bạn sẽ mua cái thiết bị điện tử gì đó, hoặc là bạn sẽ hay lên trang mạng xem xét hoặc là nghiên cứu tài liệu ha.
Đồng thời khả năng là một vài bạn hay là bạn sẽ mua vàng hay gì đó trong ngày này, hoặc là bạn sẽ xem cái sự lên xuống về giá cả thị trường. Thấy một số bạn thì như vậy, hoặc là bạn sẽ có khả năng là sẽ đãi mọi người uống nước, hoặc sẽ có một cái sự đoàn tụ gia đình gì đó vào cuối ngày, hoặc là bạn có cảm giác rất là hạnh phúc thỏa mãn, hoặc là bạn cảm thấy như là mình đạt được những gì mình khát khao, hoặc thậm chí có khả năng là bạn cảm thấy cuộc sống của bạn có sự đầy đủ, có sự tiện nghi, mình thấy bạn có lòng biết ơn rất là nhiều. Và trong ngày hôm nay có khả năng các bạn sẽ uống nước khá là nhiều, hoặc là bạn được khuyến khích hãy uống nước nhiều hơn để giữ cho mình cái sự tỉnh táo, kỹ lưỡng và quyết đoán, cũng như là giữ cho mình một cái sự điềm đạm ha, kiểm soát lời ăn tiếng nói, cái sự gọi là nóng nảy của bản thân mình để không gây ảnh hưởng đến cái toàn bộ cục diện về cái kết quả, hoặc là về những cái điều gì đó mà bạn đã cố gắng xây dựng nên đó. Giữ vững hình tượng của bản thân nữa ha. Một số bạn dạo gần đây hay thấy số 333 và 111 lắm ha. Thì bạn có thể gọi là lên Google search con số thiên thần ha, để bạn biết. Và ngày hôm nay thì có thể là một số bạn hay là bạn sẽ được ai đó gọi điện báo cho bạn một cái tin tức nào đó. Và một số bạn thì có khả năng là sử dụng dụng cụ đồ đạc đó cẩn trọng để tránh bị hư hại, rồi cuối cùng mà bỏ tiền ra mua cái đồ mới. Nhưng mà mình thấy dường như là bạn sẽ cũng khá là vui khi mà bạn cầm trên tay cái món đồ mà bạn yêu thích và nó có đầy đủ cái chức năng hay gì đó. À, một số bạn ngày hôm nay thì cẩn trọng ha, kiểu như là đóng cửa cẩn thận, rồi tủ quần áo rồi đó kỹ lưỡng để tránh chuột nó vô nó cắn đồ nha. Mình thấy thì có khả năng một số bạn có thể là trong ngày hôm nay các bạn được khuyến khích đó là mọi thứ mà bạn làm, mọi quyết định bạn đưa ra, bạn còn phải có sự gọi là nhìn sâu, nhìn rõ vấn đề, đừng vội vàng được hấp tấp gì cả, kiên nhẫn, kiên trì ha, và có sự chắc ăn ở đây là cái từ khóa của bạn. Một số bạn có khả năng các bạn đang tìm kiếm công việc, thì có khả năng là ngày hôm nay thể là bạn sẽ tìm được nhiều cơ hội đó. À, và bạn cần phải gọi là chỉnh chu kỹ lưỡng xem cái nào phù hợp với bạn. Hoặc là mình thấy bạn có tới hai lá ước mơ, niềm hy vọng gì đó nó được gọi là thực hiện thực tế đó. Số bạn có khả năng là các bạn được nhận vào một công ty, nhưng mà mình thấy ở đây nếu mà bạn gọi là tập trung ha, bạn có lòng biết ơn, bạn gọi là mạnh mẽ và cho người ta thấy được cái sự gọi là thông minh, nhạy bén, cũng như là có nhiều kiến thức của bạn, cũng như là cái sự gọi là thực tế của bạn á, và cho người ta thấy được bạn là một người có khả năng chịu được áp lực cao ha, là một người rất là chỉnh chu trong công việc, thì có khả năng là cái tin tức chiến thắng sẽ đến với bạn. Còn nếu như bạn có sự hơi rụt rè, tự ti và lo lắng, nghi ngại nhiều thứ ha, thì bạn không có sự tự tin thì rất là khó để có thể là đạt được cái điều mà bạn mong đợi. Tuy nhiên thì có khả năng là đi một ngày đàng hoặc một sàng khôn, mình càng tiếp xúc nhiều, mình càng thất bại thì mình sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm thôi. Thì có khả năng là mình không hợp với cái này, nhưng mà mình sẽ hợp với cái khác hơn. Đôi khi một cái sự từ chối lại là một cái sự gọi là bảo vệ, hoặc là đôi khi bạn sẽ xứng đáng với điều gì đó nó phù hợp với bạn hơn khi mà bạn đã có rút ra cho mình nhiều bài học, mạnh mẽ hơn, nỗ lực hơn, thì cái giai đoạn tới của bạn là giai đoạn rất là vui đó. Một số bạn khả năng là giai đoạn tới là những cái giai đoạn của sự hạnh phúc dâng tràn ở đây, đặc biệt là vấn đề tài chính nó có sự gọi là đủ đầy. Thì trong ngày hôm nay thì bạn sẽ có những cái diễn biến như thế này. Còn cái việc mà gọi là cái thời gian tới là trong những ngày sắp tới nha. Mình thấy gì thì mình nói đó thôi, để cho các bạn biết. Uống nước nhiều để tránh bị nhức đầu nè, nặng đầu nè, mệt mỏi nè ha. Và đồng thời có khả năng là hôm nay ngày hơi có sự nắng gắt nữa đó, cho nên là việc bạn uống nước rất là quan trọng nha. Một số bạn sẽ hay thấy hình tượng con công trong ngày hôm nay, hoặc là một số bạn cũng được khuyến khích là ra ngoài thiên nhiên hít thở không khí trong lành ha. Và có khả năng là bạn sẽ nở một cái nụ cười rất là hạnh phúc vào cuối ngày đó, khi mà bạn đạt được cái điều mà bạn cần. Một số bạn sẽ có sự lựa chọn mua thức uống hoặc là đãi mọi người một chầu nước chẳng hạn. À, và nếu mà có sử dụng tiền để đầu tư thì cũng phải gọi là cẩn thận kỹ lưỡng ha, đầu tư khôn ngoan để tránh bị mất mát.
Trong ngày hôm nay cái gì mà bạn làm bạn cũng phải có sự rõ ràng, không có để cho mọi thứ nó bị u mờ ha. Cái gì bạn không biết, không rõ thì cần người khác giúp đỡ, hỗ trợ cho bạn để bạn biết rõ. Hoặc là bạn sẽ có sự tiếp xúc với một người mang năng lượng nữ. Đây là một người có khả năng là giỏi về tài chính, làm ra tiền bạc rất là tốt, khôn ngoan và tài trí, và có sự gọi là hào phóng, rộng rãi. Thì có khả năng cái người này là một cái người sẽ giao thương mua bán gì với bạn, hoặc là một người chị ha, một người sếp hay gì đó, họ sẽ cho bạn cái sự rõ ràng trong cái vấn đề của bạn, hoặc cho bạn lời khuyên. Hoặc là bạn nào có phỏng vấn cuộc thi thì có khả năng đây là cái người phải sẽ phỏng vấn cho bạn ha. Và tiền bạc thì xem xét như là có trao đổi tiền tệ, phải xem kỹ càng ha, đủ tiền hay không, có thối nhầm tiền hay không nữa. Cẩn trọng, cẩn tắc thì vô ai nấy thôi. Đây chỉ là những cái lời nhắc nhở thôi ha, chứ cũng không có gì gọi là nó quá mệt mỏi trong ngày hôm nay. Nói chung ngày hôm nay mình thấy dường như là bạn cũng khá là tốt đẹp, chỉ là bảo vệ sức khỏe tinh thần và cẩn thận tỉ mỉ kỹ lưỡng chút thôi. Trong ngày hôm nay một số bạn, ví dụ bạn có nói chuyện với người yêu cẩn trọng, hoặc nói chuyện với những cái người gọi là thân, đồng nghiệp, bạn bè, gia đình gì đó ha, cẩn trọng lời ăn tiếng nói để tránh gây tổn thương hoặc là gây mâu thuẫn không đáng ở đây. Hoặc là một số bạn có thể rằng là các bạn có những cái sự gọi là bị mất mát những cái mối quan hệ xung quanh ha, thì do cái mâu thuẫn lời ăn tiếng nói đó, thì có khả năng là mọi thứ sẽ có sự rõ ràng nói chuyện với nhau và giải quyết, và có sự gọi là hòa giải, thân thiện lại ha. Ở đây thì cái lá bài này cho thấy rằng là hãy tha thứ cho chính mình. Bạn không có làm gì sai cả. Thiên thần Michael thấy rằng cái cảm giác tội lỗi nó đang cản trở cái hạnh phúc mà bạn tìm kiếm. Bạn đang đổ lỗi cho bản thân về một cái điều gì đó trong quá khứ, nhưng đã đến lúc để bạn để cho nó qua đi. Đặc biệt là vì việc tự đổ lỗi là không hiệu quả và không lành mạnh. Sự thật là bạn không làm gì sai, bạn đã làm tốt nhất có thể vào cái thời điểm đó rồi. Và hãy suy nghĩ và nói một cách yêu thương về bản thân của mình ha. Hãy gửi những cái lời chúc phúc đến tất cả những người bạn đang tức giận như một cách chữa lành bản thân và hoàn cảnh ha. Hãy biết rằng bạn không thể kiểm soát cảm xúc hoặc là phản ứng của người khác. Hãy cầu xin thiên thần giúp cho bạn thoát khỏi cái sự tự trách móc và tha thứ cho bản thân của mình. Giải phóng bất kỳ những cái sự tức giận hoặc là sợ hãi độc hại nào đó đối với người khác. Và hãy luôn cảm ơn các thiên thần đã cho phép bạn cảm thấy cái sự tập trung và bình yên. Rồi, mình xin kết thúc các bạn tụ 1 ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Mình xin chào các bạn. Hi, xin chào các bạn tụ 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 2 để xem coi ngày thứ 5, ngày 16 tới tháng 3 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào. Và đây những trò bài chung mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 2. Ở đây một số bạn tụ 2, các bạn có thể là đang đứng trước giữa những cái sự lựa chọn mà bạn đang có sự hơi ngần ngại, phân vân và chưa có thể quyết định được. Hoặc là bạn đang chuẩn bị mua cái điều gì đó, cho nên bạn sẽ sự gọi là xem xét nhiều món đồ ha, chọn lựa ở đây. Một vài bạn thì có khả năng là các bạn cũng đang trong giai đoạn có sự gọi là nghỉ dưỡng, hoặc là biết chăm sóc sức khỏe bản thân mình hơn so với giai đoạn trước. Có khả năng là đang có những cái vấn đề gì đó nó khá là trì trệ, trì hoãn trong cuộc sống của bạn, cho nên là đôi khi bạn cũng không biết là diễn tiến mọi thứ sẽ ra sao, không biết mọi thứ nó sẽ như thế nào ha. Nhưng mà bạn được khuyến khích là cái gì mà bạn không kiểm soát được thì tốt nhất bạn để cho nó diễn ra, và tạm thời có một cái sự gọi là lùi lại ha, lùi lại nhìn nhận mọi thứ và chăm sóc bản thân của mình, chấp nhận hoàn cảnh ha. Và đồng thời khi mà bạn biết chấp nhận xuôi dòng rồi, có khả năng là mọi thứ nó sẽ được chuyển biến, nó không có còn cái tình trạng ì ạch như thế này nữa. Ở đây thì khả năng là một cái người mang năng lượng nam ha, thông minh, tài giỏi, nhiệt huyết, siêng năng, và có một cái sự gọi là có sức hút ở vẻ bề ngoài. Lời ăn tiếng nói thì rất là khôn ngoan, hoạt ngôn, tinh tế. Thì có thể là cái người này họ sẽ có sự tương tác, hoặc là họ sẽ truyền cảm hứng, động lực cho bạn chẳng hạn. Hoặc là cái người này họ cũng đóng một cái vai trò gì đó để giúp cho bạn có sự sáng láng hơn, không có bị gọi là mắc kẹt, hoặc là có khả năng họ sẽ
cho bạn những lời khuyên để bạn có thể đưa ra những câu trả lời cho cái vấn đề tình huống của mình. Một vài bạn các bạn có sự tiếp xúc với ba của bạn hoặc là bạn đang rất là quan tâm đến ba của bạn về sức khỏe ha. Ở đây thì một vài bạn có thể là bạn làm việc rất là chăm chỉ, rất là siêng năng, và những gì mà bạn đã cố gắng, bạn đã nỗ lực thì có khả năng mà sẽ đạt được ha, cái thành quả xứng đáng. Mình thấy bạn cũng là một người rất là nhanh nhẹn, cũng là một người có đầy cái sự gọi là năng nổ trong cuộc sống, đằng cái sự sôi nổi và nhiệt huyết đó. Và có thể là vũ trụ đang xem xét tình hình cho bạn rồi ha, có khả năng là cũng đã nghe thấy những cái lời nguyện cầu của bạn rồi. Tuy nhiên vũ trụ muốn bạn hãy tạm ngừng, tạm hoãn, đừng vội vàng, đừng hấp tấp gì cả ha, đừng cố gắng gọi là kiểm soát, hãy có sự gọi là thảnh thơi một chút, thong dong một chút. Cứ nỗ lực hết sức mình rồi mọi thứ để cho vũ trụ lo, mọi cái kết quả để cho vũ trụ gọi là phán quyết giùm cho bạn nha. Rồi, để mình xem coi ngày thứ 5, ngày 16 tháng 3 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào. Ngày hôm nay một số bạn thì có khả năng là cẩn trọng bị cúp điện, hoặc là mình thấy trong đầu ngày bạn hơi mệt đó, hơi mệt mỏi ha, muốn có thời gian nghỉ ngơi hợp lý, hoặc là đôi khi có khả năng là muốn nằm ì trên giường. Tuy nhiên thì mình thấy là có khả năng là bạn sau khi đã có một cái chế độ nghỉ ngơi rồi thì bạn sẽ có một cái sự tươi sáng trở lại thôi, tích cực trở lại thôi ha. Trong ngày hôm nay một số bạn, nếu mà bạn có tham gia một cuộc thi, cuộc phỏng vấn nào đó thì có thể năng là bạn sẽ nhận được rất là nhiều sự giúp đỡ, sự yêu thương từ người khác. Có khả năng là bạn sẽ nắm chắc được cơ hội, và mình thấy bạn sẽ rất là tỏa sáng, rất là tích cực, lạc quan trong ngày hôm nay. Và bạn là người sẽ kiến tạo nên mọi thứ, có khả năng mà sẽ có được cái kết quả, thu được cái điều tốt đẹp đến với bạn. Một vài bạn thì có khả năng bạn có sự kết thúc công việc cũ đó, thì công việc mới đang đến và mọi thứ dường như là bạn sẽ là người gọi là xoay chuyển, bạn sẽ là người gọi là nắm vững cái cuộc đời của mình. Và trong ngày hôm nay nếu có ai dùng lời nói để khinh chê, khích bác, hoặc là khiến như bạn có chị bực bội thì tốt nhất là bạn hãy rời xa, tránh xa họ ra, và bạn cũng không cần phải đối đáp hoặc là tranh cãi mâu thuẫn với họ làm gì cho nó mệt mỏi. Những người tiêu cực thì mình cứ tránh xa, bởi vì bạn là một người có một ánh sáng rất là rực rỡ và đầy hào quang. Cho nên hãy luôn biết bảo vệ ánh sáng của mình và luôn tạo ranh giới bản thân của mình với những người khác để không bị ảnh hưởng, không bị gọi là tiêm nhiễm bởi cái năng lượng xấu. Bởi vì năng lượng xấu thì sẽ kéo bạn xuống cái sự thất bại, tiêu cực. Còn năng lượng tốt nó sẽ đẩy bạn lên ha, cái sự gọi là tích cực và đầy những cái sự gọi là tươi vui, sự phước lành, sự may mắn. Và hãy biết kiểm soát sự nóng nảy của bản thân thật là tốt. Trong ngày hôm nay nhớ uống nước ha. Một số bạn là dường như là trời hơi nóng, hơi nắng á, cho nên là đôi khi bạn cũng thấy nó hơi gọi là nắng gắt và khó chịu, nóng nảy. Đồng thời khả năng một số bạn có thể là bạn sẽ trồng cây, hoặc là các bạn sẽ đón bắt một cái tin tức, một cái cuộc hẹn, hoặc là một cái thông tin gì đó đến với bạn. Hoặc là một số bạn sẽ có tin nhắn từ người yêu, sẽ có một cái sự họp mặt nói chuyện với người yêu, hoặc là hẹn hò với người yêu trong ngày hôm nay. Tuy nhiên phải có sự gọi là tinh tế để không có gây tranh cãi mâu thuẫn với nhau. Hoặc là một vài bạn thì có khả năng là các bạn giải quyết được những mâu thuẫn hổm rà, chiến tranh lạnh giữa đôi bên, và các bạn tình yêu các bạn có sự soi sáng hơn. Các bạn nói rõ những cái điều mong muốn trong tình yêu này, và các bạn kiến tạo nên một cái tình yêu ngọt ngào, đắm đuối, và có sự thấu hiểu nhau, trân trọng nhau ha. Ngày hôm nay mình thấy bạn có sự sáng tạo rất là nhiều, có khả năng là bạn sẽ tạo ra một cái tác phẩm hoặc là một cái điều gì đó mà nó khiến cho người khác cảm thấy rất là ngưỡng mộ, và người ta cảm thấy rất là ủng hộ cái tác phẩm của bạn, ủng hộ những gì mà bạn làm bằng cả trái tim của bạn đó. Mình thấy giai đoạn cuối ngày là mình thấy bạn cảm thấy rất là vui, cảm thấy là con tim của bạn có sự rộn rã, có sự háo hức và hạnh phúc với những gì bạn đã đạt được, kể vậy. Một vài bạn thì mình thấy là có khả năng trong ngày hôm nay là có sử dụng dao kéo cẩn trọng ha, và có khả năng là chạy xe rồi đó, kiểm tra kỹ lưỡng. Với lại
Có thể là bạn cũng được khuyến khích là đừng đừng có sự bị mất tập trung trong khi chạy xe nha. Phải tập trung, nhìn rõ và cũng như biết phòng ngừa ha. Ở đây thì mình thấy thì có khả năng một số bạn có thể là bạn sẽ bị mù đường hay sao đó, đi tìm kiếm đường sao mà đi chạy lòng vòng đi kiếm đường. Có một số bạn thì như vậy ha. Hoặc có khả năng trong ngày hôm nay bạn sẽ kết thúc một cái dòng lặp gì đó mà bạn không còn để cho nó ảnh hưởng bản thân của bạn nữa ha, ảnh hưởng đến cái suy nghĩ của bạn nữa. Và những cái điều mà bạn suy nghĩ ha, theo hướng tích cực thì bạn sẽ có khả năng thu hút được cái điều đó đến với bạn đó. Có thể một số bạn sẽ đảm nhận một cái vị trí mới, một kế hoạch mới, hoặc là nhận một cái chức vụ gì đó mới, hoặc là sẽ nhận một cái món đồ ha. Hoặc cũng có khả năng là các bạn sẽ trồng cây, chăm sóc cây cối của bạn. Có khả năng là sẽ tưới nước cho cây bởi vì trời quá nắng. Ngày hôm nay có ai kiếm chuyện thì bạn cứ im lặng đi ha, bởi vì cái sự im lặng của bạn sẽ khiến cho họ rất là hụt hẫng và khó chịu đó. Ở đây thì tổng lãnh thiên thần Michael đã làm việc với bạn trong suốt giấc mơ để giúp cho bạn giải phóng những cái nỗi sợ hãi cũ và đạt đến cái tầm cao mới của hạnh phúc và bình yên ha. Và ngài đang dạy cho bạn trong khi bạn ngủ, cung cấp câu trả lời cho những cái lời cầu nguyện của bạn và xây dựng nền tảng cho cái mục đích sống của bạn. Mặc dù bạn có thể không nhớ những giấc mơ này ha, thông tin nằm trong tiềm thức của bạn và giúp cho bạn theo nhiều cách. Bạn có thể tiếp cận nhiều lời khuyên của thiên thần bằng cách ghi nhật ký giấc mơ, hoặc là có một cái cuốn sổ nhật ký, hoặc là một cuốn sổ ghi chép. Ở đây bạn sẽ sớm nhận ra các chủ đề hoặc là các biểu tượng hoặc là cái điều mà thiên thần hướng dẫn cho bạn qua những lúc mà bạn thức dậy. Có những giấc mơ lặp đi lặp lại và đang nói với bạn hãy chắc chắn, có sự chú ý ha. Hãy tôn trọng và hành động theo ý muốn của trái tim bạn và tham khảo ý kiến chuyên gia về giấc mơ hoặc là sách về những giấc mơ của bạn. Và hãy chắc chắn rằng bạn đang ngủ đúng giờ đúng giấc. Hãy chú ý đến những giấc mơ. Những giấc mơ này sẽ có sự gọi là báo trước một vài điều hoặc là những cái thông điệp bạn cần biết để điều chỉnh cuộc sống của mình tốt hơn ha. Rồi, mình xin kết thúc các bạn tụ 2 ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những thông tin mới nhất từ mình nha. Mình xin chào các bạn. Hai, xin chào các bạn tụ 3. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 3 để xem coi ngày thứ 5, ngày 16 tháng 3 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào. Và đây những trao bài chung mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 3. Mình thấy các bạn tụ 3 là những người đang rất là cân bằng ha, cố gắng tập trung vào công cuộc kiếm tiền. Và có khả năng một số bạn có thể là các bạn có tới hai nguồn thu nhập. Hoặc là các bạn đang có rất là nhiều cái sự lựa chọn trong cái giai đoạn này ha. Một số bạn sắp tới các bạn sẽ có những cái cuộc thi đấu hoặc là cuộc phỏng vấn nào đó, hoặc là có khả năng cuộc sống của bạn hổm ra nó cũng hơi mệt mỏi, hoặc là đôi khi cũng có những người gọi là công kích khiến bạn khó chịu. Nhưng mà dường như là bạn biết giữ sự im lặng ha, bạn biết gọi là lướt qua mọi thứ để giữ cho mình cái sự gọi là thoải mái nhẹ nhàng. Bạn ý thức được câu nói một điều nhịn chín điều lành ha. Và ở đây thì mình thấy là cuộc sống của bạn đang có sự đổi mới, chuyển sang một cái bước ngoặt rồi. Đôi khi những cái sự công kích, những cái sự gọi là khiến cho bạn khó chịu đó là đẩy bạn đến một cái sự phải thay đổi bản thân để có một cuộc sống tốt hơn, cũng như là rời khỏi những cái môi trường mà không phù hợp với bản thân mình. Và mình thấy dường như một cái ước mơ gì đó của bạn sẽ trở thành sự thật đó. Hoặc là bạn có khả năng là một người cũng rất là tỏa sáng, được nhiều người yêu quý. Hoặc là có khả năng là bạn cũng được rất là nhiều trẻ em ngưỡng mộ bạn ha, hoặc là những người trẻ đó họ có sự ngưỡng mộ về những gì bạn đạt được trong cuộc sống á. Cho nên hãy có sự cẩn trọng lời ăn tiếng nói để tránh gây mất cái hình tượng bản thân của mình ha. Và dường như cuộc sống của bạn khi mà chuyển sang cái giai đoạn mới này sẽ rất là tươi vui ha, kiểu như là bạn sẽ sáng láng hơn, trở thành một con người mới đầy sự gọi là vững vàng, tự tin
và háo hức cũng như là biến những ước mơ của bạn trở thành sự thật bằng cái hành động, cái tư duy, cái cách nhìn nhận của bạn về cuộc sống một cách rõ ràng, kỹ lưỡng. Một số bạn thì có khả năng mà sẽ thấy được cái mục tiêu của mình là gì, bạn sẽ thấy được ánh sáng cuối đường hầm để tương lai của bạn có sự gọi là tươi vui. Một vài bạn có khả năng trong giai đoạn này cũng phải có sự bảo vệ về cái sức khỏe liên quan đến những suy nghĩ hoặc liên quan đến tiêu hóa, đến dạ dày nha, bởi thấy bạn tập trung vào việc quá nhiều. Rồi để mình xem coi, ngày thứ 5, ngày 16 tháng 3 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào. Trong ngày hôm nay thì có khả năng một số bạn có thể là bạn sẽ thực hiện một cái chuyến đi, đi du lịch hoặc đi công tác, hoặc là chuyển nhà, hoặc là một vài bạn ở đây thì có khả năng là bạn sẽ đi ăn tiệc tân gia, tiệc cưới gì đó. Hoặc là một số bạn có sự sum họp gia đình, những người thân ở xa về thăm các bạn, hoặc là bạn đến thăm người thân chẳng hạn. Mình thấy có niềm vui, sự hạnh phúc, sự dâng tràn, ngọt ngào. Hoặc là một số bạn khả năng là người yêu của bạn về thăm các bạn, một số bạn yêu xa đó, hoặc là các bạn sẽ có những cái chuyến đi ngọt ngào thắm thiết với nhau, hoặc là sẽ đi dạo mát gì đó với nhau. Hoặc là một vài bạn thì có khả năng là sẽ lên kế hoạch đám cưới với người yêu chẳng hạn. Nói chung ngày hôm nay là cái ngày khá là tốt đẹp với bạn đó ha. Dâng tràn những cái cảm xúc là mãnh liệt đắm đuối trong tình yêu, hoặc là một vài bạn có khả năng được ai đó tán tỉnh tỏ tình đối với bạn nữ, còn bạn nam thì tìm được một ai đó rất là ngọt ngào, yêu thương, rất là dịu dàng, nhẹ nhàng, bạn rất là thích mẫu người đó và bạn muốn hành động để có được cái mối tình đẹp với cái người này. Một số bạn có khả năng đi chùa hoặc đi nhà thờ trong ngày hôm nay ha, mình thấy hoặc là bạn sẽ dành thời gian một mình để bạn đọc sách, để bạn học hỏi kiến thức ha, gia tăng cái sự hiểu biết cho bản thân. Và đồng thời khả năng một số bạn còn nhận được món quà, sự khen ngợi, hoặc là một vài bạn thì có khả năng là nhận được những cái tin tức chiến thắng. Nếu như bạn có cuộc phỏng vấn, cuộc thi, mình thấy dường như là cái khả năng đậu khá là cao đó. Nhưng mà bạn phải học hỏi, bạn phải nâng cấp và bạn phải có sự rõ ràng, chỉnh chu, miên biết suy nghĩ, nhìn thấu mọi thứ và tin vào trực giác của bạn ngày hôm nay nó rất là cao. Một số bạn khả năng có sự sáng tạo, tạo ra được những cái điều gì đó rất là tuyệt vời, hoặc là những cái món quà, hoặc là những cái tác phẩm nào đó mà được mọi người đón nhận, khen ngợi ha. Đồng thời trong ngày hôm nay thì các bạn cũng được khuyến khích là bất kỳ công việc gì đó ha, kế hoạch gì đó bạn cũng phải nhìn sâu, nhìn rõ chi tiết bên trong của nó luôn. Càng rõ ràng, càng chi tiết thì càng thành công vững chắc ha. Rồi bạn có khả năng là sẽ đi biển hay gì đó, hoặc là các bạn sẽ uống nước khá là nhiều trong ngày hôm nay. Ngày hôm nay nếu như là sinh nhật của các bạn thì chúc các bạn sinh nhật vui vẻ, đạt được nhiều thành công trong cuộc sống và luôn giữ bản thân mình ở cái tần số cao để thu hút phước lành đến ha. Và một số bạn cũng được khuyến khích là đừng ngủ quên trong chiến thắng, hãy luôn lên kế hoạch cho bản thân của mình để ngày càng thành công hơn nữa ha, đạt tới đỉnh cao hơn nữa. Một vài bạn có khả năng được ai đó mời gọi mời một cái chầu nước, hoặc là một vài bạn khả năng là sẽ gặp được anh shipper ha, sẽ mua được cái món đồ mình yêu thích, hoặc là nhận được một cái như mình nói, một cái món quà, một cái sự gọi là yêu thương trang chứa gì đó ở đây. Hoặc là có khả năng bạn cũng được khuyến khích là uống nước nhiều để có sự tỉnh táo, để có sự minh mẫn và có nhiều ý tưởng đa dạng phong phú hơn ha. Một số bạn có khả năng được tin tức là lên chức, lên một vị trí cao hơn chẳng hạn, hoặc là sức khỏe của bạn trở nên tốt hơn. Mình thấy các bạn có một cái sự tương tác với một người mang năng lượng nữ, đây là một người rất là thấu cảm, đầy sự yêu thương, chân thành và có một cái sự gọi là đồng điệu cũng như là hỗ trợ giúp đỡ người khác. Và cái người này thì có khả năng họ làm trong lĩnh vực liên quan đến chữa lành về sức khỏe thể chất hoặc là về tinh thần, họ sẽ giúp đỡ cho bạn hoặc là giúp cho bạn nhìn thấu mọi điều và đưa ra những cái quyết định sáng suốt cho bản thân của bạn. Hoặc là các bạn đang dùng luật hấp dẫn gì đó trong ngày hôm nay, có khả năng mà sẽ thu hút may mắn, hạnh phúc đến với bạn trong ngày hôm nay ha. Ở đây thì mình thấy là có thể là bạn nên tập trung vào làm việc, bởi vì cấp trên của bạn đang có sự quan sát và có khả năng họ sẽ tặng thưởng hoặc là sẽ đưa bạn lên vị trí cao hơn. Mình thấy là như vậy. Nên tập trung trong ngày hôm nay, đừng nói chuyện của người khác ha, cố gắng làm việc chăm chỉ thì bạn sẽ có kết quả xứng đáng thôi.
Ở đây thì lá bài này cho thấy rằng một số bạn, các bạn đã bị lôi kéo vào một cái tình huống đến mức bạn không thể nhìn nhận nó một cách khách quan. Thì ở đây thiên thần nói với bạn đã đến lúc bạn lùi lại và có cái nhìn bao quát hơn về bức tranh toàn cảnh. Thiên thần yêu cầu bạn hãy tách ra khỏi những cảm xúc xung quanh và ngài sẽ giúp cho bạn làm điều đó. Và thiên thần cũng sẽ hướng dẫn bạn cách cá nhân hóa trải nghiệm để bạn không xúc phạm hành vi của người khác. Và điều này sẽ giúp cho bạn có những cái xuất phát, những cái hành động tốt đẹp hơn từ tình yêu và trí tuệ của bạn. Hãy cho phép bản thân có một cái khoảng thời gian nghỉ ngơi, tránh xa những người liên quan đến tình huống này. Bạn không cần thiết phải biết giải pháp ngay bây giờ vì các thiên thần đang lo liệu các chi tiết rồi. Điều quan trọng đối với bạn là bạn sẽ đạt được cái cảm giác bình an nội tâm và cảm giác này sẽ dẫn đến những cái hiểu biết mới và hữu ích ha. Và ở đây thì bạn được khuyến khích là đừng tiếp nhận lập luận của người khác, hãy để họ tự giải quyết mọi việc. Hãy từ bi mà không mang gánh nặng của người khác ha. Và cầu xin các thiên thần giải phóng năng lượng của bạn. Đã đến lúc bạn rời khỏi một cái tình huống hoặc là một cái mối quan hệ không lành mạnh à. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ 3 ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Mình xin chào các bạn.